Đây không phải giải trình, còn đây là anh đang nói chuyện để làm việc với em, để rồi, em hiểu. ok. Tức là em đang đang thắc mắc về cái vấn đề mà kiểm tra đúng không? Đúng không? Đây là thanh tra đột xuất. Đúng rồi, đây, thanh tra kiểm tra đúng không? Đột xuất đúng không? Để anh nói với em là như này này, hôm nay của anh đến đây là không phải là để kiểm tra, mà hôm nay anh đến đây là theo cái đơn tố giác của đình. Anh nghe nói nhá, hôm nay anh đến đây làm việc với em là liên quan đến cái đơn tố giác của công dân, tố giác em về cái việc thứ nhất là làm giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và live stream liên quan đến bôi nhọ nhân phẩm của người này người kia ở trên mạng xã hội là TikTok đấy. Thế thì hôm nay là anh đến đây, tổ công tác đến đây là có cả chính quyền địa phương và công an xã đến làm việc với em, và anh cũng đã trao đổi với em về cái nội dung làm việc là và thông báo cho em về cái nội dung làm việc để chứng minh được cái việc là có giả mạo nhãn hiệu kinh doanh buôn bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ không, thì đề nghị em cung cấp cái giấy phép đăng ký kinh doanh và những cái giấy tờ nó liên quan đến thương hiệu, nhãn hiệu, bản quyền và cái hàng và cháu đây chú và cái hóa đơn chứng từ em ạ. À. Tiếp ạ. Cháu tiếp. Chú cứ nói đi. À chào, chả vấn đề gì chú phải lo tí, cháu chuyển đủ tiền cho chú nha. Cho cao lên thôi. Tôi cao lên biết rồi, đủ lên đủ đầy đủ đầy chung mà. Thằng nhà báo nó bảo là cháu giả mạo nhãn hiệu, bù lão thật. Đấy. Kiểm tra vỡ vẩn cháu không cho kiểm tra, tại vì là đây là mấy đồng chí này quản lý thị trường này, công an kinh tế này, mấy lại công an xã các kiểu là đến kiểm tra đột xuất, đây hoặc kiểm tra đột xuất. Các ông kiểm tra đột xuất, các ông tự tiện vào nhà tôi đấy, các ông xâm phạm gia quy bất hợp pháp. Đây không phải kiểm tra em. Không, mấy anh bảo anh đang đang ngồi đây giải trình kiểu này là cháu phải cho lên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải quyết cái vụ này. Vâng. Chưa, đang ngồi đây đang ngồi đây run như cái sấy này. Cún thì mình cún. Chơi kiểu gì mình chơi kiểu đấy. Lựa cháu không việc gì phải lựa, cháu không cần giàu đâu chú ạ. Không việc gì phải lựa. Việc này cháu làm cứng luôn, chứ doanh nghiệp mà một tuần nay mà 4-5 đoàn mà cứ vào xưởng cháu thì cháu hơi bị cay đấy. Mấy hôm trước cháu không có nhà, vợ cháu thì nó sợ nó không kinh doanh được, không bán được. Hôm nay có nhà cháu còn cho lên sóng luôn. Cô đây cái gì ngồi luôn. Chú ạ. Ok chú. Anh đã bảo là bọn anh đang đi xác. Ông hôm nay các ông đến đột xuất. Các ông xâm phạm chỗ ở của tôi bất hợp pháp. Ông sai rồi. Xâm phạm cái gì em? Anh xâm phạm cái gì xuống ở với em? Xâm phạm chùa bất hợp pháp, ông tự ý vào đây. Anh đã bảo là vụ này là các ông toang rồi, ông Phạm Minh Chính phải phải vào cuộc chứ đâu. Tôi đéo chấp nhận cơ sở làm ăn mà này. Mình cứ đi vào thế này tôi làm ăn thì đéo nào được. Ông Phạm Minh Chính phải vào cuộc vì bây giờ cứ đi sách nhiễu thế này, xâm phạm chỗ ở của tôi bất hợp pháp, chỗ sản xuất của tôi bất hợp pháp. Mình ở đây có bao nhiêu công nhân ở kia? Tôi không biết, ông hỏi lung tung, tôi không cần phải trả lời. Đây là bọn tôi là chỉ là quân ô hợp tụ tập lại với nhau để mà kiếm miếng rau miếng cháo thôi. Rồi vuông đét đi. Còn các ông đây là các ông được thanh tra kiểm tra đột xuất. Các ông xâm phạm nơi ở của tôi bất hợp pháp. Anh nói lại với em đây không phải thanh tra kiểm tra đột xuất. Mà thế tự nhiên ông vào ông đòi hỏi cái gì của tôi? Hôm nay bọn anh xem. Ông không hề có hẹn trước. Tôi còn đầy đủ nội dung ở đây. Và các ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hôm nay bọn anh ấy là bọn anh xác minh cái đơn tố giác của công dân em nhá, chứ không phải là thanh tra kiểm tra. Em hiểu chưa? Còn thanh tra kiểm tra thì nó kể kiểm tra nó có xác minh gì, xác minh mà ông đi cả công an kinh tế, quản lý thị trường, công an xã, công an khu vực. Nếu các ông làm tôi hoảng loạn thì tôi chịu thế nào được? Địa phương của anh phải có mặt. Không, các ông tự nhiên các ông bảo đây nó cũng liên quan đến hàng hóa mà, nó liên quan xác minh xem đúng hay không mà. Người ta viết đơn lên cả quản lý thị trường mà em.